Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau quay trở lại với một cái series nữa để gửi tặng bạn Trâm Anh Channel. Mình sẽ đi lựa chọn một con sâu Lữ Hoàng Tuyết cho bạn Trâm Anh. Đây rồi, đây chính là con sâu Lữ Hoàng Tuyết mà bạn Trâm Anh yêu cầu. Chúng ta sẽ đi chiến đấu với một em sâu Lữ Hoàng Tuyết nha. Vâng, và bạn Trâm Anh có xem được video này thì cho anh xin một like và một đăng ký kênh nhá. Ok em. Mục tiêu của chúng ta trong video này là 5 triệu điểm. Con rắn top 1 với 5 triệu điểm để gửi tặng bạn Trâm Anh. Quấy ảo ma Shizuka. Và con sâu của bạn Trâm Anh đã lên được top 5 server rồi. Quá ảo luôn anh em ạ. Ây da, chú em này nhoi nhoi thế nhờ. Nhoi nhoi với chúng tôi này. Một pha bẻ lái và thanh niên đã bị mình bao vây rồi. Vâng, toang rồi anh em ạ. Một thanh niên vừa mới toang xong. Quá thơm. Ok, lụm chảo em áo đỏ. Vâng, tiếp theo sẽ là em áo vàng này. Quấy, khá là nguy hiểm. Lụm chảo. Một con xúc xích lòi nhòi anh em ạ. Cái tội lòi nhòi và bị mình tiêu diệt luôn. Wow, đây rồi. Thanh niên áo xanh đã bị mình bao vây. Uầy, khét thế nhờ. Đấy rồi, lộn chảo em này. Quá thơm. Một em Lữ Hoàng Tuyết vừa mới bay màu ở đây. Ok, thịt luộc em này luôn. Chạy đấu cho khỏi nắng. Và nhiệm vụ của chúng ta là thu thập 125 xu vào thời gian là 30 phút anh em ạ. Một cái nhiệm vụ quá là lâu luôn. Ta sẽ để ý đến một cái nhiệm vụ khác, đó chính là 5 triệu điểm và top 1 server. Đấy rồi, một thanh niên nữa. Thứ gọi là thanh niên số nhỏ. Ok, top 4 rồi anh em ạ. Tranh thủ đi lụm chảo thôi. Wow, đây rồi, một con sọc dưa rất đẹp. Khá là to, uầy. Nên bay màu luôn này. Vãi nhìn. Ây da, một con rắn mới. Một em sâu mới anh em ạ. Uầy, khét đấy. Tí nữa thì toàn. Để xem em sâu mới này chạy đi đâu. Khá nguy hiểm anh em ạ. Lụm chảo, lụm chảo. Thank you.
Wow, một con siêu to khổng lồ kìa. Một con sâu xúc xích rất to anh em ạ. Ok, con sâu mới đã toang rồi. Vâng, và rất nhanh con sâu của bạn Trâm Anh đã lên được top 1 server với 632.000 điểm. Ok, chúng ta sẽ thịt luộc luôn em này. Double kill luôn. Quay vãi lên. Nhỏ thế nhờ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục một trận đấu nữa nè. Hơi nhỏ các bạn ạ. Chưa lên được 5 triệu điểm đây rồi. Đồ ăn free. Wow, một con sâu mới kìa. Vâng, một thanh niên với quả giáp rất đẹp. Quả giáp của người ngoài hành tinh. Ok, lượm chảo. Một pha bao vây khá đơn giản anh em ạ. Khá là gọn gàng. Ok, đây rồi. Thanh niên tài rơi à? Chạy đâu cho khỏi nắng. Lụm chảo, ok. Quá thơm anh em ạ. Bằng thịt luộc luôn em áo xanh này. Cho em này lên dĩa luôn. Ok, và con sâu của bạn Trâm Anh đã lên được top 8 server rồi. Điểm số đang tăng lên rất nhanh các bạn ạ. Ây, khét đấy. Quá thơm. Vâng, đồ ăn rất nhiều anh em ạ. Đấy rồi. Một pha bẻ lái thân sâu. Ok, lượm chảo. Bằng đồ ăn rất nhiều. Và đây là một con sâu mới. Một con sâu mới. Chúng ta đã quay được hai con luôn các bạn ạ. Một em sâu mới rất đẹp. Bạn nào thích con sâu này thì cứ comment cho mình nha. Mình đã có cái con sâu này rồi. Quá đẹp luôn. Vâng, top 6 rồi anh em ạ. Rất nhanh. Chúng ta đã lên được top 6 server với 577.000 điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực trung tâm để chúng ta đi tiêu diệt rắn top 1. Và đây là một trong những con rắn top 1 chúng ta sẽ tiêu diệt. Còn rất là to anh em ạ. Đấy rồi, cái đầu của nó. Ok,
Uầy, thanh niên này đang rất tập trung đi ăn đồ ăn. Anh ta đã bất ngờ quay xe rồi anh em ạ. Ui vãi nin, pha quay xe quá đình đám luôn. Lụm chảo. Phải nói là một pha quay xe đi thẳng vào lòng đất luôn anh em ạ. Còn cái xác của nó này rất dài. Ok, con sâu bạn Trâm Anh đã lên được top 2 server với 748.000 điểm rồi. Một số điểm tương đối cao. Vâng, mình vừa mới bắt được một em nữa. Một thanh niên số nhỏ. Chú em này dám đu đeo theo mình anh em ạ. Wow, đây rồi, đồ ăn free. Một thanh niên vừa mới bay màu ở đây. Rất to. Ok, và con sâu của bạn Trâm Anh đã lên được top 1 server với 1.040.000 điểm. Và đó là một số điểm rất cao anh em ạ. Nhiệm vụ của chúng ta là 5 triệu điểm nha. Ấy da, vãi nin, quá khét luôn. Vâng, không ngờ là pha đó mình thoát chết anh em ơi. Rất nguy hiểm. Wow, em áo tím khá to anh em ạ. Lụm chảo em áo tím này luôn. Ui vãi nin, một thanh niên siêu to khổng lồ này vừa mới toang này. Cứ gọi là hàng khủng. Đâu rồi em áo tím, đây rồi. Cái đuôi của nó kìa. Ok, đây rồi. Chúng ta đã quay được em ý rồi. Vâng, thanh niên áo tím khá là to các bạn ạ. Wow, có đồ ăn free luôn. Cơ hội để chúng ta lên điểm số. Ây da, vãi lìn cái con sâu áo đỏ này. Ngáng đường mình anh em ạ. Rất may là cái con sâu áo tím đã toang rồi. Uầy, em áo đỏ cũng toang luôn kìa. Quá thơm. Ok, chúng ta đã lên được 2.280.000 điểm rồi. Ui rồi, một pha bẻ lái cứ gọi là đỉnh cao. Tí nữa thì bay màu anh em ạ. Thank you.
Ok, lộng chảo luôn em này. Rất to. Và một con sâu với cái skin rất là cute. Gọi là con sâu cute nhất của cái server này anh em ạ. Ây da, nguy hiểm. Thôi xong rồi anh em ơi. Thôi toang rồi, toang rồi. Quá khét luôn. Uầy, vãi lìn thật đấy. Đúng là ảo ma Karada. Mình cứ tưởng là mình bay màu rồi chứ không kịp lên 5 triệu điểm. Nhưng mà rất may các bạn ạ. Đúng là trong cái xui của cái may. Ok, chúng ta đã lên được 3 triệu điểm rồi. Một số điểm rất cao. Chúng ta sẽ cố gắng lên 5 triệu điểm nha các bạn. Wow, lụm chảo, đồ ăn rất nhiều. Ây da, khá là nguy hiểm các bạn ạ. Khu vực này rất là đông rắn. Quay vãi nìn. Rất là đông rắn các bạn ơi. Bỏ chạy thôi. Ok, có đồ ăn free rồi. Tránh thủ lượm chảo nè. Hơi tiếc là không có x5. Vâng, khu vực này rất nhiều rắn to các bạn ạ. Đồ ăn hàng khủng thôi. Em rắn đầu vuông kìa. Lụm chảo em rắn đầu vuông. Thanh niên đã bị mình ép. À, chú em một mắt. Thanh niên một mắt rất to các bạn ạ. Ấy da, khét thế nhờ. Vâng, đây rồi, cơ hội của chúng ta để chúng ta lên được 4 triệu điểm. Một số điểm rất cao các bạn ạ. Cô bé ngậm hoa hồng à. Vâng, thịt luộc luôn ba con này. Ba thanh niên này đã bị mình bao vây rồi. Lúc chảo. Oh yeah. Vâng, quá thơm các bạn ạ. Đấy rồi, chú em này noi nhoi ở bên ngoài. Thanh niên di chuyển rất là rối rắm. Wow, quả bí ngô kìa. Vâng, chúng ta sắp sửa hoàn thành được cái nhiệm vụ 5 triệu điểm rồi. Cố gắng lên nào. Uầy, vãi lên. Nhọn thế nhờ. Quả đó quay xe hơi lon anh em ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.